Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi và sau đây các phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, cựu Bộ trưởng Colin Powell gọi ông Donald Trump là hổ thẹn của quốc gia. Cựu Ngoại trưởng Colin Powell gọi ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump là sự hổ thẹn quốc gia, theo nội dung email bị tung lên mạng. Bình luận của vị tướng 4 sao thuộc Đảng Cộng Hòa đã bị công bố sau khi email cá nhân của ông bị tin tặc tấn công. Các email được đăng lên trên trang dcleaks.com thì ông Powell nói là ông không bình luận nhưng cũng không phủ nhận. Ông cũng gọi bà Hillary Clinton là ngạo mạn khi ông công kích cách bà giải quyết khủng hoảng email cá nhân của bà. Nội dung về ông Trump là một trong những email gửi ngày 17 tháng 6 cho Emily Miller, một phóng viên và là cựu trợ lý của ông Powell. Ông Powell, người vào năm 2008 đã bỏ qua đảng để ủng hộ Barack Obama, đảng Dân Chủ, và đã cố gắng đứng trên cuộc bầu cử tổng thống tranh cãi năm nay, nhưng không thành. Đầu tiên, chính phủ đã công bố thông điệp ông gửi bà Hillary Clinton, đảng Dân Chủ, khuyên bà là dùng email cá nhân để liên lạc khi còn là ngoại trưởng. Nay thật chớ kêu, email cá nhân của ông bị để lộ cho thấy sự chỉ trích mạnh mẽ ông Trump và cũng khá rắn với bà Clinton. Nói chung là người Mỹ thích ông Powell. Mặc dù một số người cánh tả xem ông có trách nhiệm khi thuyết phục người Mỹ rằng cần xâm lược Iraq vào năm 2003, còn người cánh hữu xem ông là không trung thành với đảng Cộng Hòa. Nay, ông không bác bỏ mình là tác giả của các văn bản bị lộ. Điều này có lẽ khiến cho những lời của ông nói có thêm sức nặng. Và tin mới nhất đây thì Mỹ đã bỏ cấm vận hoàn toàn đối với lại Miến Điện. Cấm vận thương mại với Myanmar sẽ được xóa bỏ, và theo tuyên bố của Tổng thống Barack Obama và Cố vấn Nhà nước và là Ngoại trưởng Myanmar bà Aung San Suu Kyi đã đến Washington trong chuyến công du đầu tiên. Lệnh trừng phạt Myanmar có từ năm 1989 vì vi phạm nhân quyền, và Tổng thống Obama nói là Myanmar nay cần được phép hưởng lợi từ các ưu đãi thuế. Và ông xác nhận việc này trong thư gửi quốc hội vào hôm thứ Tư, đưa Myanmar vào trong danh sách ưu đãi thuế quan. Tuy vậy, một số trừng phạt vẫn tồn tại, như là danh sách đen, gồm ít nhất có 100 công ty và cá nhân liên quan chính quyền quân đội cũ. Bà Aung San Suu Kyi đã kêu gọi quốc hội Hoa Kỳ xóa toàn bộ các trừng phạt còn lại và thống nhất là cùng cần thịnh vượng. Bà nói như vậy. Và một động thái khác thì bà Hillary Clinton tiếp tục sẽ tranh cử. Hôm nay ngày 19 tháng 9 2016, bà Hillary Clinton phải có mặt tại Bắc Carolina cho buổi meeting đầu tiên kể từ sau khi bà gặp vấn đề về sức khỏe. Việc bà Hillary Clinton đột ngột bị choáng đã gây ra cuộc tranh luận về sức khỏe của các ứng viên tổng thống. Ứng viên đảng Dân Chủ bị chẩn đoán viêm phổi, nhưng bác sĩ riêng vẫn kết luận là bà có sức khỏe tốt và đủ khả năng giữ các chức vụ quan trọng. Từ Washington, thông tín viên đã báo cho biết là thêm chi tiết là cựu tổng thống Mỹ và cũng là chồng của ứng viên tổng thống tuyên bố: "Tôi rất vui mừng vì có thể thay thế Hillary. Bà ấy đã thường làm thế với tôi, giờ đã đến lúc tôi làm điều tương tự với bà ấy." Ông Bill Clinton nói đùa như vậy là bà Hillary rất khỏe để trấn an cử tri ở Nevada. Nhưng cuộc tranh luận về sức khỏe của ứng viên đảng Dân Chủ và đối thủ của bà vẫn chưa dứt. Và không chỉ về tình trạng sức khỏe mà còn về sự mập mờ trong bản kết luận kiểm tra sức khỏe của bà và của các ứng viên tổng thống. Chris Grubb, đảng viên đảng Dân Chủ ở Pennsylvania cho biết: "Tôi không lo lắng về sức khỏe và tâm thần của bà ấy. Trái lại, tôi rất lo ngại về sức khỏe tâm thần của ông Donald Trump. Tôi nghĩ rằng ông ta không chỉ ngu ngốc mà còn có thể bị bệnh thần kinh." Sau khi bà Hillary Clinton bị choáng thì ông Donald Trump đã hứa sẽ công bố các kết quả kiểm tra sức khỏe của bản thân. Nhưng theo kết quả kiểm tra sức khỏe gần đây nhất của ông, thì lời thú nhận của bác sĩ đã được viết trong chớp nhoáng. Như thường lệ thì ông Donald Trump biến việc này thành trò cười. Ông Donald Trump sẽ tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế với vị bác sĩ nổi tiếng OJ. Chương trình này chưa tiết lộ điều gì, trừ trọng lượng của ông Donald Trump là 120kg. Và các thổ dân của Hoa Kỳ đã chống đường ống dẫn dầu hỏa. Người dân trên khắp nước Mỹ đang bày tỏ sự ủng hộ đối với tổ chức của người Mỹ bản địa ở bang North Dakota, phản đối việc xây dựng đường ống dẫn dầu và đường ống dẫn dầu đi ngang qua phần đất tổ linh thiêng của họ. Các ứng cử viên tổng thống của hai đảng lớn chưa thể hiện lập trường về vấn đề đối kháng giữa ngành công nghiệp và các nhà bảo vệ môi trường này. Nhưng một số chính trị gia cánh tả và những người nổi tiếng đã tích cực hành động
thay mặt cho tổ chức Standing Rock Source Tribe. Và các cuộc biểu tình chống đường ống dẫn dầu ở Dakota đã diễn ra ở khoảng 30 tiểu bang. Hôm thứ Ba, những người biểu tình đã đến thủ đô nước Mỹ, trong bối cảnh phe Cộng hòa ủng hộ ngành công nghiệp chiếm tỷ lệ áp đảo trong quốc hội. Nhóm Standing Rock Source Tribe nói là Tổng thống Barack Obama đã hy vọng là hy vọng duy nhất của họ. Bên ngoài Tòa Bạch Ốc, các nhà hoạt động đã kêu gọi ông hãy ngăn chặn dự án lại. Đường ống dẫn dầu gần 2.000 km dưới lòng đất sẽ đưa dầu thô từ Bakken, bang North Dakota tới Illinois, ngang qua 4 tiểu bang. Những người ủng hộ nói rằng đường ống sẽ giúp bảo đảm sự độc lập về năng lượng của Hoa Kỳ và cung cấp hàng ngàn công ăn việc làm. Họ nói rằng đường ống này an toàn với môi trường. Nhưng một số người Hoa Kỳ không tin chuyện đó. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của bang Vermont nói, nhóm Oil Change International, một nhóm quan tâm sâu sắc đến tương lai của hành tinh chúng ta, nhận thấy là đường ống dẫn dầu Dakota sẽ ảnh hưởng đến hành tinh của chúng ta, tương tự như việc có thêm 21 triệu chiếc xe nữa lưu thông trên đường. Cựu ứng cử viên tổng thống, ông Bernie Sanders, yêu cầu phân tích kỹ lưỡng các tác động của dự án này đối với môi trường. Ứng cử viên tổng thống của đảng xanh là Jill Stein cũng đã tới North Dakota, với nơi một số nhà hoạt động đã bị bắt giữ hồi đầu tuần này vì cố ngăn chặn việc xây dựng. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã đình chỉ việc xây dựng trên phần đất công bên cạnh hoặc bên dưới hồ Ohe, nhưng chỉ sau khi một thẩm phán liên bang bác bỏ yêu cầu của nhóm Standing Rock thì đã đòi hoãn dự án có thể gây nguy hiểm cho nguồn nước của họ. Tranh cãi về đường ống dẫn dầu đã gây chú ý đến vấn đề lớn hơn về tình trạng của người Hoa Kỳ bản địa, những người lâu nay than phiền rằng các quyền của họ không được tôn trọng. Và trở lại với lại tình hình sức khỏe của ông Donald Trump, thì ông Donald Trump muốn giảm cân. Ông Donald Trump cho biết là ông cũng giống như nhiều người Hoa Kỳ khác muốn giảm cân. Ông đã nói với bác sĩ Omex OJ rằng trong buổi thu hình hôm 14 tháng 9 cho chương trình nổi tiếng của vị bác sĩ này rằng ông muốn giảm từ 7kg đến 9kg. Ông Trump là người có chiều cao 1m9 và cho biết là ông cân nặng 107kg, có nghĩa là thừa cân theo tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe của Mỹ. Ông Trump đưa cho bác sĩ Ox bản tóm tắt kết quả kiểm tra sức khỏe tuần trước, nhưng chưa biết chi tiết các xét nghiệm ra sao vì chương trình tới ngày 15 tháng 9 mới được phát sóng. Những người tham dự buổi thu hình chia sẻ thông tin về trọng lượng của ông Trump và chiến dịch tranh cử của ông cho biết các thông tin về sức khỏe của ông Trump sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 9. Người ta biết rằng ông phải uống thuốc statin để điều trị cholesterol cao. Và nếu ông Trump 70 tuổi đắc cử vào ngày 8 tháng 11 tới đây, ông sẽ là tổng thống cao tuổi nhất của nước Mỹ. Đối thủ của ông là bà Hillary Clinton sẽ là tổng thống cao tuổi thứ nhì của nước Mỹ, tức là 69 tuổi tính tới ngày tuyên thệ nhậm chức vào tháng Giêng tới, nếu bà đắc cử và sẽ là nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Vừa rồi là các phần tin Hoa Kỳ và sau vài phút chúng tôi sẽ quay trở lại với các phần tin Việt Nam.